我哋哪一个人都为了就是快活来交真正呀有大晚叫他送家trời lạnh vỗ tay nhỏ nó còn lạnh hơn nó tay không hết mình phải hoạt động để tay chứ mình không bị đông cứng cho nên vỗ tay lần nữa nha cảm ơn quý vị thật ra thì khi mà Ngọc đứng ở bên trong Ngọc cảm nhận được cái sự yêu thương của quý vị dành cho tất cả anh em nghệ sĩ lúc nãy Ngọc và thấy Đăng Liên nhận được cái lá thư đáng lẽ là Đăng Liên phải đọc lên cho biết là mọi người đang muốn người tò mò đúng không em cũng nhiều chuyện lắm chứ bộ biết đâu biết nhỏ viết gì trong đó nói chung tóm lại là nhiều chuyện của người ta vậy đó nói tóm lại là quan trọng là chúng ta vui và ngày hôm nay cảm ơn anh Steven Mai đã mời cậu đến đây cùng với tất cả quý vị để làm một đêm nhạc thật là tuyệt vời và hy vọng với những tiếng vỗ tay và sự yêu thương quý vị luôn làm cho chúng tôi cảm thấy ấm lòng trong ngày hôm nay cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều yeah. Và coi như ngày hôm nay là nhạc yêu cầu thì quý vị có thể muốn nghe ca khúc gì được anh Ngọc có thể hát tặng quý vị được không ạ Mắt này cha 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 Trời đất ơi mắt này cha Dạ bài đó mới lắm mới có 20 năm thôi à Vùng trời bình yên mắt này cha Vết thương cuối cùng Cô yêu cầu phải không Con nghe giọng cô là con biết cô lớn tuổi rồi đó Trời ơi mới 72 thôi hả Rồi tặng cô luôn Ủa mà cô có vết thương hả Trời ơi 72 mà vẫn còn vết thương sao Ok con dạ Bây giờ yêu cầu gì hát đó luôn nha Cho nên là không có cuối mà không khí mình phải làm cho nó ấm áp lên Tắm thì che đi không nhỉ Bây giờ ai có vết thương thì hãy mở lòng phải xé nát vết thương đó đi Đừng có để nó động lại Tại vì ai cũng có vết thương cả Em cũng có Lâu lâu nó trở lạnh cái nó rét nó đau Cho nên những vết thương chính là những kinh nghiệm sống của chúng ta Cảm ơn tất cả quý vị và hôm nay đây sẽ là những cái yêu cầu mà quý vị muốn nhá. Rất tiếc là không có chỗ nào phóng xuống đem đến gần quý vị hơn à. Thank you.